Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sàn Crypto. Thì đây là một kênh chuyên cung cấp thông tin về thị trường cryptocurrency. Hàng ngày thì mình sẽ ra video để cập nhật thông tin tình hình thị trường đến cho mọi người. Và mọi người là có thể tham gia vào nhóm Telegram. Thì hàng ngày thì trong Telegram thì mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin là mình thấy là nổi bật nhất trong thị trường. Và nếu mà có những cái sự kiện hoặc airdrop nào thì mình cũng sẽ là cập nhật lên trên Telegram để mọi người có thể nhận được. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thì hôm qua thì mọi người cũng biết rồi, thì hôm qua là sau khi mà Fed có một cái cuộc họp về cái vấn đề là tăng lãi suất ha, và sau đó thì Fed cũng tăng lên cái mức lãi suất là 0,75%, là một cái mức tăng là cao nhất ha, từ năm 1994 đến thời gian hiện tại ha. Và Fed họ cũng đã tuyên bố rồi, thì từ giờ đến cuối năm thì cái mức lãi suất ha, họ tăng lên thì có thể là lên đến là 3,4%, và hiện tại thì đang dao động khoảng là 1,5 đến là 1,75%. Có nghĩa là từ giờ đến cuối năm thì có thể là những cái cuộc họp đó, mình thấy là có thể là những cuộc họp thì khả năng thì họ cũng có thể là thấp nhất là tăng là 0,75 không hoặc là 0,5 hoặc là 0,75% là như dự kiến mọi người. Thì hiện tại thì mọi người thấy thì thời gian qua thì sau cuộc họp thì BTC cũng có những cái mốc ha, là tăng lên đến tận là 23 gần 23 nghìn đô giá. Nhưng mà sau đó thì nó cũng lại là nó có sự điều chỉnh gần như là về lại gần như là tiệm cận cái mốc đáy của nó là cái mốc 20.000 ha. Thì chúng ta trong biểu đồ chart thì mình cũng sẽ phân tích sâu hơn về cái đường đi giá của BTC nha. Hiện tại thì như thường lệ thì trong đầu mỗi đô thì mình sẽ là tổng hợp những cái thông tin mà mình thấy là nổi bật nhất trong vòng 24 giờ qua. Hiện tại thì ông Kim Jong Joo là ông này là CEO của CoinGecko, thì ông cũng bình luận trên đây ha, là cái quỹ Three Arrows Capital này ha, là cái portfolio của họ ha, thì khả năng thì họ có thể họ bán hết toàn bộ những cái đồng coin trong portfolio của họ để họ cứu cái vấn đề bị thanh lý của họ ha. Thì hiện tại thì trong portfolio của họ thì cũng có những cái đồng coin ví dụ như là DDX, Mina hoặc Avalanche hoặc là Near, còn cũng có một số đồng phía dưới nào, nhưng mà mình thấy là một số đồng là nổi bật ví dụ như DDX hoặc Mina, Avax hoặc Near là một trong những cái đồng mà gọi là được cộng đồng và mọi người hay đón nhận rất lớn ha. Thì nếu mà anh em nào mà đang nắm giữ những đồng này thì cũng hết sức lưu ý ha. Thì nếu mà những đồng này thì nếu mà thời gian tới thì nếu mà thông tin xấu hơn thì chúng ta cũng chưa nên mua vội vào nữa ha, thì khả năng cao thì nó cũng còn có thể nó sẽ giảm giá tiếp theo nữa. Thì hôm nay thì cũng có một thông tin ha, là Elon Musk và SpaceX và Tesla thì đang bị kiện là 258 tỷ đô la vì tuyên bố là họ là một phần của kế hoạch lừa đảo để hỗ trợ tiền điện tử cho Dogecoin. Cái thông tin này thì mới vừa được tung ra thôi, thì nó không có biết là nó có cơ sở nào hay không, nhưng mà hiện tại thì mọi người thấy không, thì thị trường thì đang rất là cực kỳ nhiều thông tin xấu ha, thông tin lớn cũng cũng có, thông tin nhỏ cũng có, thông tin có căn cứ cũng có và thông tin không có, thậm chí là không có căn cứ cũng có ha, thì nó lại ra tung ra hết tất cả vào một thời điểm này. Có thể là những nhà cái hoặc những nhà tạo lập thị trường thì họ đang muốn đẩy cái giá BTC xuống ha, hoặc là họ đang muốn là một số những cái quỹ họ bị thanh lý ha. Ví dụ như hiện tại là cũng có một cái ví dụ như Rayscale ha, Rayscale ha là cũng là một trong những cái quỹ nào mà mức giá BTC về xuống sâu thì khả năng họ cũng bị thanh lý ha. Thì mọi người cũng nên hết sức là cẩn thận với tình hình hiện tại của thị trường ha, tại vì mình thấy là tình hình hiện tại thì đang rất là nhiều thông tin xấu, và nếu mà mình nghĩ là cái thời gian này nếu mà nó còn kéo dài nữa ha, thì có khả năng thì cái mức 20.000 ha, thì nó sẽ không có giữ được quá là lâu ha, có thể nó sẽ lủng ha. Hôm nay thì mình cùng điểm qua một vài những chỉ số của thị trường ha, để xem là tình hình thị trường, bộ mặt thị trường trong vòng 24 giờ qua thì xem như thế nào. Thì trong vòng 24 giờ qua thì số tiền đã thanh lý ha, thì chỉ là khoảng là 200 triệu đô la thôi. Mình thấy là con số này thì nó nằm ở mức là trung bình thôi ha, chứ cũng không phải quá phải là nó có lớn hoặc cũng không có phải là nó quá là nhỏ ha. Thì mọi người thấy thì trong thời gian qua thì chủ yếu là cái đồng Ethereum là một cái đồng là có số lượng tiền bị thanh lý là lớn nhất ha. Thường thường thì chúng ta sẽ thấy là Bitcoin đúng không? Tại Bitcoin một đồng gọi là king, là vua của thị trường rồi, nên tất cả sự chú ý thì đều đổ dồn Bitcoin. Nhưng mà thời gian qua thì mình thấy là vài ngày gần đây thì những cái ngày mà thanh lý nhiều lớn ha,
thì chủ yếu là đến từ Ethereum ha. Và hiện tại thì những anh em mà đang gọi là đang muốn Ethereum nó, tại vì mọi người thấy là cái xu hướng khá là xấu dành cho Ethereum đó, nên khả năng Ethereum nó giảm nữa vẫn rất là cao, nên những nhà đầu tư ha, những nhà tham gia giao dịch thì họ vẫn rất là thích là nhảy vào Ethereum để họ tham gia long short, thì sẽ dẫn đến một cái vấn đề là cái số lượng tiền bị thanh lý ở trong cái đồng coin Ethereum này cũng nó chiếm đến rất là cao. Trong vòng 24 giờ thì sau khi đó thì BTC nó cũng có những cái sự điều chỉnh ha, về những cái mốc như là tiệm cận 20.000, thì đa phần là cũng đến từ là lo bị thanh lý mọi người. Mình cùng xem là hiện tại ha, là cái trang Bitcoin Treasury ha, để mình cùng điểm qua, lâu lâu mình cũng sẽ điểm qua cái trang này một lần để xem là hiện tại là những cái quỹ ha, là họ những cái quỹ đầu tiên, ví dụ như là của Tesla ha, hoặc là của cái ông Michael Saylor ha, thì hiện tại thì xem như thế nào ha. Hiện tại thì mọi người thấy không, thì cái số lượng tiền của họ thì ngày càng họ đang bị lỗ ha. Ví dụ như là những cái quỹ mà nắm giữ Bitcoin, số lượng Bitcoin hàng đầu thị trường là ví dụ như MicroStrategy ha, hoặc là Tesla, thì hiện tại thì cái số lượng tiền mà của công ty MicroStrategy này họ đã bỏ ra khoảng tầm 3,3 tỷ 965 triệu, gần 4 tỷ đô la. Và con số tình hình hiện tại là họ đang chỉ có là 2 tỷ 659 triệu thôi, có nghĩa là họ đang bị lỗ khoảng là 1 tỷ 300 triệu đô la ha, trên cái số lượng tiền mà họ đã bỏ ra ha. Và nếu mà chúng ta nhân với cái này hiện tại là cái 129.218 là số lượng Bitcoin họ đang nắm giữ ha. Nếu mà chúng ta nhân với lại cái mức giá của BTC ở thời gian hiện tại ha, thì họ đang lỗ khá là nhiều ha. Và ngay cả Tesla ha, Tesla là cũng là một cái công ty mà cũng đã rất là lâu rồi đúng không? Thì chúng ta không có thấy là ông Elon Musk ông tuyên bố mua thêm Bitcoin nữa ha. Và hiện tại thì cái công ty Tesla này ha, thì họ đang nắm giữ là 43.200 Bitcoin, và họ đang là lỗ khoảng tầm 800 triệu đô la mọi người, gần 800 triệu đô la. Thì tuy là mình thấy là ví dụ như là những cái mức giá của BTC nó điều chỉnh về khá là lớn đi, và nhìn chung thì những cái quỹ này thì họ đều đang bị lỗ khá là nhiều, nhưng mà mình thấy là cái số lượng Bitcoin mà những cái quỹ và cái tổ chức này họ đang nắm giữ thì nó vẫn có dấu hiệu nó tăng lên ha. Và hiện tại thì đang ở mức là 1.525.777 Bitcoin rồi, thì mình thấy là cái con số này thì nó cứ tăng lên liên tiếp theo thời gian ha, mặc dù cho là cái mức giá của BTC nó cứ giảm liên tiếp ở trong những cái khoảng thời gian qua. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ phân tích về biểu đồ chart ha. Biểu đồ chart thì chúng ta đã bị phá vỡ cái vùng hỗ trợ là vùng 1.000 tỷ đô này khá là sâu đúng không? Thì nếu mà anh em nào đã xem video của mình ở những thời gian trước ha, thì mình cũng đã nhận định rồi. Nếu mà cái vùng ngay từ ở những cái thời điểm là khoảng nó ở cái mức là khoảng tầm 1.300 tỷ đô la ha, là ngay ở từ điểm khoảng tầm là đầu tháng 5 hoặc giữa tháng 5 ha, thì mình cũng đã nhận định rồi. Thì cái xu hướng của BTC và thị trường khá là xấu, và cái vùng là hỗ trợ của nó là cái vùng là 1.000 tỷ đô la. Nếu mà cái vùng 1.000 tỷ đô la này nó không giữ được ha, thì khả năng rất là cao thì nó có sẽ tụt về những cái mốc như là 600 đến thậm chí là 700 tỷ đô la ha. Và thời gian qua thì nó khi mà cái mốc hỗ trợ của nó là cái vùng là 1.000 tỷ đô la nó không giữ được ha, và thậm chí mọi người thấy nó tụt xuống khá là nhiều đúng không, thì cũng có những thời điểm nó tụt về đến mốc như là khoảng tầm gần 800 tỷ đô la ha. Nhưng mà hiện tại thì xu hướng lại nó ngày càng gọi là nó xấu hơn với thị trường trước những cái thông tin xấu được tung ra thị trường liên liên tục mọi người ha. Thì mọi người thấy thì ngay cả Total 2 ha, Total 2 thì mình cũng đã nhận định rất là nhiều lần rồi ha. Total 2 thì cái xu hướng của nó thậm chí là xấu hơn rất là nhiều so với Total, tại vì là khi mà thị trường có những cái sự biến động và điều chỉnh lớn ha, thì những nhà đầu tư và những nhà tham gia dịch thì họ có cái xu hướng là họ họ chốt altcoin hoặc là họ chốt altcoin thì họ đổ sang BTC ha, hoặc họ chốt altcoin họ đổ sang là stablecoin hoặc là thậm chí là fiat luôn ha, nên dẫn đến là cái xu hướng của cái total 2 là tổng vốn hóa của các đồ altcoin và trừ BTC ra thì xu hướng của nó khá là xấu à. Thì mình nghĩ là thời gian tới thì khả năng thì cái total 2 thì nó sẽ có xu hướng nó giảm rất là nhiều nữa nha mọi người ha. Nên tại vì sao thời gian qua thì mình không có call cho mọi người mua altcoin, mặc dù là nó liên tiếp nó tạo ra những cái đáy mới thấp hơn so với lại đáy cũ đúng không, thì tại sao mà thời gian qua thì mình không có call cho mọi người mua những cái đồng altcoin mặc dù nó đã giảm về những cái mốc giá thực sự là nó đã rất là nhiều ha.
Thì BTC Dominate thì lại một ngày nữa thì chúng ta lại có những cái ngoảnh điều chỉnh ha. Và mọi người thấy thì sau khi mà BTC Dominate thì nó cũng tiệm cận lên đến cái vùng là 48% ha, là cùng trùng với những cái khu vực là đỉnh của nó ha, là trong những năm 2021, ví dụ như tầm tháng 10 ha, hoặc là cao hơn chút xíu nữa cũng gần tiệm cận ha, là cũng ở thời gian tháng 7 ha. Mà sau đó thì nó cũng có những cái sự điều chỉnh về khá là lớn ha. Thì những cái nhà đầu tư thì họ có xu hướng là khi mà có xu hướng là dùng BTC ha, họ chuyển đổi sang những cái đồng altcoin khi mà nói về cái vùng giá thấp, ví dụ như là Ethereum ha, hoặc là BNB. BNB là mình thấy là một trong những cái đồng mà có những cái sự gọi là giữ giá, gọi là nó cũng không có bị giảm quá là sâu so với là những cái đồng altcoin khác ha. Thì mọi người thấy thì hiện tại thì ở cái thị phần của USDT Dominate ha, là USDT Dominate thì nó lại có xu hướng nó tăng lên tiếp tục rồi ha. Thì đây cũng là một xu hướng mà khá là xấu dành cho thị trường ha. Tại vì là thị trường đang có rất là nhiều thông tin xấu nên những nhà đầu tư và nhà thao giao dịch ấy, thì họ cũng đang có xu hướng là họ chốt BTC và altcoin ra cái đồng stablecoin ha. Thì mình có xem ở trên cái dữ liệu on-chain thì mình có thấy là hiện tại cái lượng cung của stablecoin luôn đi, thì mình nói là nói chung luôn ha, là stablecoin là gồm là USDT hoặc là USDC hoặc là BUSD hoặc là DAI ha, hoặc là những đồng mà stablecoin khác ha. Thì cái lượng cung của nó thì nó đang có dấu hiệu là nó giảm khá là nhiều ha, từ ở những cái khoảng thời gian như là đầu tháng 5 đến hiện tại thì cái lượng cung của các đồng stablecoin thì hiện tại đang bị giảm sút rất là nhiều lần rồi. Tại vì sao? Tại vì thời gian qua thì những nhà đầu tư và những nhà thông giao dịch thì họ đã có xu hướng là họ chuyển đổi BTC và altcoin ra các đồng stablecoin nha, và các đồng stablecoin thì họ lại là họ chuyển ra fiat ha, là cái tiền á, của mình ha, là họ lại chuyển lại fiat, nên dẫn đến là một cái vấn đề là cái nguồn cung của các đồng stablecoin thì thời gian qua thì nó bị sụt giảm khá là nhiều ha. Thì thị trường thì thời gian qua thì nó cũng đã giảm khá là nhiều rồi, nên các nhà đầu tư thì họ cũng đang có dấu hiệu là họ đang tháo chạy ha. Thì mình cũng nói thẳng luôn, họ đang có dấu hiệu là họ tháo chạy khỏi thị trường ha. Nên tại vì sao thời gian qua thì cái lượng cung của các đồng stablecoin thì mình thấy là nó có sự sụt giảm khá là lớn ha. Và chúng ta cùng phân tích về biểu đồ của Bitcoin ha. Thì mình cũng sẽ mở ở cái khung nhỏ ha, là cái khung khoảng tầm 15 phút thôi, để cho mọi người có thể là dễ hình dung ha. Thì thời gian qua ha, thì chúng ta đã có khoảng tầm là 3 lần ha. 3 lần là cái 3 lần là cái mức giá BTC thì nó cũng về nó chạm đến cái vùng hỗ trợ là cái vùng là 20.000 đô ha. Thì chúng ta đã có khoảng là một lần ha. Và cái lần này là cũng là lần thứ hai ha, thì nó cũng về tiệm cận đến cái vùng là 20.000, là chính xác là ở cái vùng là 20.200 ha. Và thời gian qua thì mới đây nhất ha, là nó cũng về đến cái vùng 20.200. Thì ở những video trước thì mình cũng nhận định rồi ha. Thì khi mà BTC nó đang có xuống xấu rồi thì mình cũng nhận định là cái vùng hỗ trợ của BTC sẽ là cái vùng 20.000 ha. Và nếu mà cái vùng 20.000 này nó không giữ được ha, thì nó rất có thể nó sẽ về cái vùng là 18.000 để nó lấp gáp trên cái sàn CMA ha. Thì cái vấn đề này thì ở những video trước thì mình cũng đã phân tích cho mọi người rồi ha. Thì hiện tại nếu mà anh em nào tham gia long short đi ha, thì anh em có thể là anh em chờ khi mà BTC nó về tiệm cận cái vùng là khoảng tầm 20.000 ha, và anh em long lên và anh em stop loss ở ngay cái đoạn là 19.900 ha, để cho nó an toàn ha. Thì nếu mà tại vì mình thấy là hiện tại cái vùng là để mình vẽ ha, vẽ ra cho mọi người gọi dễ hình dung ha. Đây vùng ha mọi người, đây là cái vùng hỗ trợ của dành cho BTC ha. Tại vì mình đang mở khung 15 phút cho mọi người ha. Còn đây là cái vùng kháng cự cao nhất của BTC nha. Thì hiện tại thì BTC mình thấy là nó đang dao động trong cái biên độ khoảng tầm 3.000 giá, có nghĩa là từ 20.000 cho đến lại là 23.000 ha. Thì nếu mà anh em nào tham gia long short thì nếu mà đánh lỡ cỡ thì anh em không có đánh lỡ cỡ, tại vì cái xu hướng ở trong biên độ này thì nó chưa rõ ràng đúng không? Thì anh em có thể là canh khi BTC nó hồi về cái vùng là hỗ trợ là 20.000 và anh em long lên ha, hoặc là nó tiệm cận về đến những cái mốc như là 23.000 mà anh em thấy là cái lực bán nó tiếp tục xuống lại thì anh em có thể là short xuống ha. Thì anh em dành cho anh em nào mà thấy là cái muốn chơi cái tín hiệu nó rõ ràng hơn để chúng ta có cái sự an toàn hơn khi tham gia vào thị trường giao dịch ha, và anh em hoàn toàn là anh em nên đặt stop loss ha. Tại vì sao?
Tại vì hiện tại thì thị trường ha, đương nhiên là xu hướng chung vẫn là xu hướng giảm rồi, nhưng mà mọi người thấy không, thì cái lượng cung và lượng cầu của thị trường thì đang rất là yếu ha. Có nghĩa là chỉ cần một lượng cung và lượng cầu vừa đủ vào thị trường thôi thì nó sẽ dẫn đến là nó sẽ đảo chiều cái tín hiệu của thị trường ha. Nên mọi người hoàn toàn, mọi người có thể là stop loss ở khu vực dưới là cái mức là 19.900 ha, và cái khu vực bên trên là khoảng tầm là 23.000 23.200 thì mình thấy là sẽ an toàn hơn. Nên anh em là vẫn nên stop loss mọi người, chứ mọi người không có nên là chúng ta ta xem thường quá thị trường đâu ha. Tại vì thị trường thì mọi người biết ha, thì mọi người thấy thì trong những cái thời điểm mà khi mà thị trường biến động thì nó sẽ có những cái nến và nó withdraw boom boom liên tiếp ở trong một cái biên độ nhất định ha. Thì như vậy thì chúng ta rất là, nếu mà chúng ta chơi đòn bẩy cao thì chúng ta rất là dễ bị cháy tài khoản ha. Nên mình cũng khuyên mọi người là chúng ta vẫn nên nên cài spot, hoặc là chúng ta vẫn nên phân bổ vốn hợp lý ha, vào thị trường ha. Thì mình cũng sẽ phân tích cho mọi người ở cái khu vực là hỗ trợ của BTC là khu vực là 20.000 ha. Thì hiện tại thì mọi người thấy thì cái khu vực hỗ trợ dành cho BTC là khu vực 20.000 ha, thì nhìn chung là nó cũng khá là tốt đúng không? Tại vì là cái khu vực hỗ trợ 20.000 là một khu vực hỗ trợ của nó và trùng với khu vực hỗ trợ tâm lý ha. Và cái đỉnh của BTC ở cái thời gian là 20 cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018 là ở chu kỳ trước là cũng là tiệm cận đến khu vực là 20.000 đô ha. Thì khu vực 20.000 đô này nó sẽ là rất là khó nó bị phá vỡ ha, nhưng mà không không phải là khó, mà có nghĩa là không không có nghĩa là không có phá được mọi người ha. Tại vì sao, nếu mà hiện tại mà tình hình thị trường mà kinh tế, tình hình thị trường chính trị nào mà nó vẫn kéo dài như thế này đi, và hôm qua thì mình cũng đọc một thông tin ha, thì Mỹ thì họ lại là tiếp tục họ lại bơm cái vũ khí cho Ukraine để họ lại đánh tiếp tục với Nga ha. Thì mọi người thấy không, thì ngay cả Mỹ và các nước châu Âu thì họ liên tục bơm giáp mà bơm vũ khí và tiền cho Ukraine để họ đánh với Nga Nga ha mọi người ha. Còn Nga là mọi người cũng biết rồi, Nga là một trong những gọi là cường quốc kinh tế ha, và cũng như là một trong những cái nước mà có là vũ khí quân sự mà hàng đầu thế giới ha. Và Nga thì họ cũng có vũ khí hạt nhân mọi người ha. Và mọi người có biết là cái lập trường của Putin thì thực sự nó rất là cứng cáp ha. Nên mình nghĩ là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine này nó sẽ còn kéo dài rất là lâu nữa. Nên nếu mà tình chính trị như vậy rồi và tình kinh tế ha, thì mọi người thấy thì cũng tung rất nhiều thông tin xấu ha. Và mức độ lạm phát của bên thị trường thị trường thế giới nói chung đi, cũng như là Mỹ hoặc Việt Nam đi, thì nó vẫn đang là ở mức rất là cao ha. Nên mình nghĩ là cái tình hình thị trường thì nó sẽ u ám và nó sẽ còn kéo dài một thời gian nữa ha mọi người ha. Nên chúng ta vẫn nên là work to earn, và chúng ta vẫn nên tìm tìm và vẫn làm cái công việc của chúng ta ở bên ngoài thị trường, để chúng ta là vừa là có công việc là có tích lũy thêm tiền ha, và ngay cả là chúng ta vẫn thường xuyên và quan sát và theo dõi thị trường để chúng ta tích lũy những kinh nghiệm cho bản thân chúng ta ha. Chứ chúng ta đương nhiên là khi mà thị trường giảm giá mạnh như thế này đó, thực sự là ai cũng mất tiền ha. Có nghĩa là đến cả những cá voi hay mọi người cũng biết rồi ha, thì ví dụ như quỹ của MicroStrategy hoặc là Tesla thì những người đó gọi là người ta gọi là rất là giàu ra. Đương nhiên là cái bộ óc của họ thực sự là nó cũng thông minh vượt bậc hơn người rồi, nhưng mà họ cũng đang bị đu đỉnh khá là lớn ha. Đương nhiên là thị trường giảm thì ai cũng buồn ha, nhưng mà mình khuyên là nếu mà buồn thì chúng ta có thể là hạn chế và xem chạc hơn thôi ha. Chứ thị trường thì chúng ta vẫn phải là theo dõi, quan sát và học hỏi những kinh nghiệm của bản thân chúng ta, để làm sao mà chúng ta tích lũy đủ kinh nghiệm, và chúng ta khi mà ở thời gian tương lai khi mà thị trường nó tăng trưởng thì chúng ta lấy những kinh nghiệm đó để chúng ta áp dụng vào thị trường, và chúng ta sẽ đón những cơn sóng mới. Thì lúc đó thì chúng ta mới mong được là cái tài khoản của chúng ta sẽ là tăng trưởng nhiều được ha. Chứ là hiện tại thì nói chung là nếu mà chúng ta rất là chán này, nếu mà chúng ta rời bỏ thị trường và buông bỏ ha, và những năm sau thì khoảng tầm 3 4 năm sau thì chúng ta thấy là thị trường tăng trưởng thì chúng ta cũng nhảy vào, cũng tương tự như là cái giai đoạn 2021 khi mà chúng ta không có bất kỳ một cái kinh nghiệm nào, chúng ta nhảy vào thì giống như là chúng ta chơi theo dạng là hên xui ha, và đánh tài xỉu ha, kiểu như là một thắng hay là thua thôi. Thực sự là nó sẽ là chúng ta giống như là chúng ta sẽ bắt đầu vượt thị trường lại với như là một con số không ha, thì mình thấy là rất là đáng tiếc ha. Thì để sao làm sao mà những khoảng thời gian như thế này nè, chúng ta là rút kinh nghiệm cho bản thân chúng ta, và là cái những số tiền mà chúng ta mất thì nó sẽ là không có vô nghĩa mọi người ha. Thì để mình phân tích ha, là cái khu vực hỗ trợ của BTC mình mọi người thấy là khá là tốt đúng không, là khu vực 20.000 ha, thì mình cũng vừa nói rồi. Nhưng mà nếu mà hỗ trợ tốt thôi thì không đồng nghĩa là nó sẽ giữ vững được ha. Tại vì mọi người thấy không, thì khi mà tình hình nó sẽ kéo tình hình thị trường chung nó sẽ kéo dài ha, rất là xấu ha. Và cái mức giá của BTC thì nếu mà nó ở những lần sau đi thì nó
chạm về những khu vực hỗ trợ 20.000 đi ha. Thì ví dụ như mình nói là ở cái khu vực hỗ trợ BTC là 20.000 đi, ví dụ như là nó có 1.000 BTC đi ha, thì có nghĩa là khi mà nó những cái lần chạm này thì nó sẽ làm vơi, nó có nghĩa là nó làm mỏng dần cái khu vực hỗ trợ ha. Có nghĩa là 1.000 thì ví dụ như những lần chạm này ha, thì còn 800 này là những lần chạm thứ hai, là ví dụ như còn 600, lần chạm thứ ba là còn khoảng tầm 500, hoặc là những lần chạm sau ha, thì nó sẽ cái khu hỗ trợ này nó sẽ mỏng dần đi ha. Nên ví dụ như càng nhiều lần chạm về sau thì nó lại có những xu hướng là nó sẽ càng bị phá thủng cái khu hỗ trợ ha. Nên mọi người mình nên mình cũng là khuyên mọi người là chúng ta không nên thấy là cái khu vực 20.000 ha, và có nghĩa là nó hỗ trợ tốt, có nghĩa là không có phá được hơn đâu ha. Nên mình cũng khuyên là anh em vẫn nên hết sức là cẩn thận ha, tại vì nếu mà thị trường kéo dài thì mình nghĩ là khả năng rất là cao thì cái mức hỗ trợ 20.000 ha, thậm chí là nó sẽ không có hỗ trợ được quá là lâu ha. Mọi người thấy không, hiện tại thì mình đang xem là khung BTC là khung 15 phút ha. Nhưng mà mọi người thấy không, thì khi mà BTC nó chạm về những khu vực hỗ trợ ha, thì lập tức là có cái lượng mua lên khá là lớn đúng không? Thì có nghĩa là ở khu vực này thì những nhà đầu tư tham giao dịch ha, thì họ đang có xu hướng họ bắt đáy khi mà BTC nó về cái vùng 20.000 khá là tốt ha. Mọi người thấy là lần đầu tiên không, khi BTC nó chạm về cái khu vực hỗ trợ 20.000 và sau đó thì nó cũng có những cái khung 15 phút và thậm chí là nó mua lên liên tiếp ở khu vực này ha. Thì chắc để mình cùng mở những cái khung lớn hơn ha. Mở nổi khung 1 giờ cho mọi người dễ hình dung hơn ha. Thì khi BTC nói về những cái vùng 20.000 ha, thậm chí là ở đây có những cây H nến H1 cho mọi người thấy nó tăng trưởng liên tiếp như khu vực này ha, lần thứ nhất ha, và sau đó thì nó lại tiệm cận về khu vực 20.000, và sau đó thì những cây H1 xanh liên tiếp ha. Và hiện tại thì mọi người thấy không, thì cái lần gần nhất là ở cái thời điểm là rạng sáng này ha, thì BTC nó cũng tiệm cận đến những cái khu vực 20.000, và sau đó thì nó cũng có những cây nến H1 và nó tăng lên ha. Thì bằng chứng là ở khu vực này ha, thì đang có một số cái lượng người và họ bắt đáy BTC ở cái khu vực 20.000 khá là tốt nha mọi người ha. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ như thường lệ thì mình cũng sẽ điểm qua thị trường xem là tình hình hiện tại thì một số các đồng ăn coin mà thời gian qua thì mọi người là dành sự chú ý của nó như thế nào ha. Ví dụ như DEDX nha. DEDX thì là cũng là một trong những cái đồng coin mà hiện tại thì cũng đang nằm trong cái portfolio, là cái danh mục đầu tư của cái quỹ Great Round Capital ha. Là cái quỹ này thì họ đang có dấu hiệu là họ có thể ha, thì họ sẽ có thể thôi chứ mình cũng chưa biết chắc ha, có thể thì họ sẽ xả những cái đồng coin này ha, thì là để họ cứu cho cái tài khoản của họ không bị thanh lý ha. Thì DEDX thì mọi người thấy thì nó cũng đã giảm khá là nhiều, mặc dù là nó là một cái đồng là ở những thời điểm cuối năm 2021 đi, thì nó là một cái đồng là AMM khi mà nó ra mắt đi thì nhận được cái sự chú ý và phân mộ của cộng đồng rất là lớn ha. Nhưng mà thời điểm đó thì cái thời điểm đó thì cái định giá của cái đồng DEDX thì nó rất là cao, nên mình thấy là nó cao quá rồi ha, thì mình cũng không có chơi ha. Mặc dù là mình cũng chỉ lúc thời điểm thì mình cũng mua được ở cái thời gian là mình nhớ là mình mua ở cái mức là khoảng tầm là tầm đâu là 12 đô ha, và sau đó nó tăng, ví dụ nó tăng lên 18 rồi, và sau đó thì nó cũng giảm về khoảng tầm là mức 12 đô, thì mình cũng mua ở cái thời điểm 12 đô, và sau đó mình thấy là nó cũng tăng lên đoạn mới là tới tăng khoảng tầm 15 đô, khoảng tầm là 16 đô, thì mình thấy là nó cũng tiệm cận ở cái gần cái đỉnh, và sau đó mình cũng bán, thì có nghĩa là mình chỉ là ăn được một chút ít thôi ha, cũng không có nhiều ở cái đoạn này ha. Và sau đó tăng lên đến tận là 28 đô. 28 đô thì lúc đó thời điểm thì thị trường đang bị đang là FOMO rất là lớn à, và mình thấy là cái market cap cũng đã khá là cao rồi, nên thời gian đó thì mình thấy là nó cũng là giảm cũng nhiều rồi, nên mình cũng không có vào đồng để đích nữa ha. Và ở thời gian như là ở thời gian của nó ở cái khoảng thời gian đầu năm nay ha, và khoảng thời gian khoảng tầm tháng 3, thì lúc đó thì mình cũng là khôn cho mọi người mua để ở những cái mức giá như là mình nhớ là ở đâu đâu đó ở khoảng tầm là 4,6 4,6, và sau đó nó cũng tăng lên đến 6 ha, 6 đô, thì là cũng tăng với cái mốc lợi nhuận chỉ trong một thời gian ngắn thôi ha. Và sau đó thì hiện tại mọi người thấy không, thì nó cũng đã bị giảm khá là nhiều rồi so với lại những khu vực trước ha, mặc dù là nó đã thoát khỏi cái áp lực bán khá là lớn từ những cái quỹ ha, và những cái vòng vòng trả thưởng ở ban đầu ha. Nhưng mà hiện tại thì mọi người thấy không, thì khi mà thị trường đang có sự điều chỉnh thì đương nhiên là những đồng coin này mặc dù là nó đã thoát khỏi những cái vòng trả token ở cái thời gian trước rồi, nhưng mà nó cũng đã bị nó cũng còn giảm khá là nhiều nữa nữa nên
Hiện tại thì thị trường đi, với tình hình hiện tại của thị trường, khi mà thị trường đang trong chu kỳ giảm giá như vậy à, thì ngay cả ví dụ như ETH hoặc BNB thì với bản thân của mình thì mình cũng chưa vội vào bắt tay à. Còn những cái đồng coin mà nó thuộc dạng là low cap mà, thì đương nhiên là cái sự ủng hộ của nó khi mà tình hình thị trường biến động này nó sẽ không có được cao như là những cái đồng top coin hoặc coin nền tảng à. Nên mình cũng là cũng hạn chế, và mình cũng không có cân nhắc để thu mua những cái đồng coin này vào cái portfolio của mình á. Thì hiện tại thì cũng đang nằm trong cái portfolio của cái quỹ Three Round Capital. Thì ở thời gian qua thì mọi người thấy không, thì Nia nó có những cái sự điều chỉnh về khá là lớn. Thì ở thời gian qua, ở thời gian trước thì ở thời gian trước vào cái khoảng thời điểm là khoảng thời điểm nào ha? Khoảng thời điểm tầm tháng 5 ha. Khoảng thời điểm khoảng tầm đầu tháng 5 thì lúc đó thì nó cũng giảm về khoảng tầm 6 đô. 6 đô thì mình mua ở thời điểm 6 đô ha, và sau đó thì nó cũng giảm về đến tầm 5 đô, và sau đó tăng lên lại khoảng tầm 7 đô mấy thì mình cũng không có bán, vẫn của mình vẫn giữ luôn. Và sau đó thì cũng giảm về đến 4,7 đô thì mình cũng không không có mình cũng lúc mà mình cũng đang lỗ ha. Mình cũng không bán luôn, nhưng mà sau đó thì nó về lại cái mức khoảng tầm 6 đô thì mình cũng cắt ra ha. Có nghĩa là mình mua ở trong cái giai đoạn trước đây 6 đô, và sau đó thì nó tăng ha. Xong đó và nó đi giảm, và sau đó lại nó tăng lên đến tận là hơn 6 đô, 6,5 đô mình cũng không có bán luôn. Và sau đó thì mình thấy là cái áp lực bán của Nia thì cũng đang khá là lớn rồi, nên mình cũng quyết định cắt là Nia ở cái mức giá 6 đô này luôn ha. Và ở thời điểm đó thì hiện tại thì mình vẫn chưa có vào Nia ha, mặc dù là nó cũng mặc dù là nó cái mức giá hiện tại là 3 đô 3 ha, cũng có nghĩa là nó cũng khoảng là nó gần như là chia đôi so với lại cái mức giá là đầu tiên mà mình có mua ở cái thời điểm là 6 đô ha. Nên mà thời gian qua thì mình cũng không có vào thêm, tại vì mình nhận thấy là thị trường đang xuống là khá là xấu, và cái biểu đồ chart của Nia thì nó đang bị đi giá khá là nặng ha. Và khả năng rất là cao thì mọi người có thể thấy là cái mức giá Nia này nó sẽ về đến những cái mức giá thậm chí là nó không tưởng ha. Thì ví dụ như là nó về có về được tầm là 2 đô ha, hay không thì mình không chắc thôi, nhưng mà khả năng rất là cao thì Nia nó sẽ về đến những cái mức giá khá là sâu nữa ha. Mặc dù là thời gian trước thì ví dụ như Nia thời gian trước mọi người thấy không, thì Nia ở thời gian trước là Nia mình nhận định là Nia là một trong những cái biểu đồ chart thì nó có những cái cơn sóng đi rất là đẹp ha, đi cực kỳ đẹp luôn. Mình thấy là Nia là một trong những cái đồng có biểu đồ chart đi cực kỳ đẹp luôn, có nghĩa là những cơn sóng của nó rõ ràng ha, có nghĩa là nó tăng giảm rõ ràng liên tiếp ở trong những khoảng thời gian ha. Có nghĩa là tăng giảm mọi người thấy không, thì những cái mô tăng giá và giảm giá của nó thì đi rất là rõ ràng như thế này ha. Thì nếu mà anh em nào mà trade ở trong những cái biên độ giá chặt như thế này thì nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta rất là dễ gia tăng tài khoản. Thì mình cũng ở thời gian đó thì mình cũng trade, tại vì cái cơn sóng này của nó đi rất là đẹp thì mình cũng trade ha. Thì nếu mà anh em nào mà đã tham gia đã xem video của mình ở những thời điểm như là tầm là tháng 3, tháng 4 thì mình cũng đã nhận định khá là nhiều về những cái biểu đồ chặt của đồng Nera rồi. Thì và nhưng mà sau đó thì Nia nó giảm từ những cái mốc như là khoảng tầm gần tiệm cận 20 đô đúng không, về đến tận là 13 đô thì mình cũng không có khuôn cho mọi người, và nó giảm về đến 11 đô ha. Thì lúc đó mình cũng bắt một phần rất là ít thôi, và sau đó thì nó cũng giảm xuống đây thì mình cũng quyết định là mình cũng là cắt lỗ ha. Và sau đó thì nó cũng giảm về đến cái mốc như là 6 đô, 6 đô thì mình cũng là mua ha. Thì cái vấn đề này mình cũng mới và trao đổi cho mọi người ha, 6 đô thì nó cũng đi sideways tích lũy khá là lâu trong khu vực này, và sau đó thì mình cũng quyết định cũng cắt luôn, có nghĩa là không có lời không lỗ luôn. Và hiện tại thì mức giá là 3,3 đô thì mình nghĩ là khả năng rất là cao nó sẽ còn giảm tiếp ha, nên mình cũng chưa vội vào bắt đáy nha ở những khoảng thời gian như thế này. Link là cũng là một đồng gọi là king của Oracle, Oracle ra mọi người. Thì Oracle là một cái hệ sinh thái thì gọi là tương lai của thị trường crypto rồi, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ còn rất là nhiều những cái vấn đề nó phải làm nữa. Nên tại vì sao mà thời gian qua thì cái đồng Linh thì nó cứ bị giảm giá liên tiếp, và những cái sự hồi của nó thậm chí là nó cũng không có còn đủ lớn như ở những cái thời điểm của nó ở những năm 2021 đâu. Mọi người thấy thì trong năm 2022 thì ví dụ như những đồng khác thì nó cũng có những cái sự hồi và tăng trưởng tốt hơn, nhưng mà Linh thì ở thời gian đó thì thời gian vừa qua thì mọi người thấy thì nó cũng giảm cũng khá là nhiều, nhưng mà cái sự hồi của nó cũng không có quá là nhiều ha. Nên mình nghĩ là nếu mà tình hình thị trường á thì nếu mà còn ảm đạm như thế này á thì khả năng thì chúng ta sẽ thấy Linh nó về đến những cái mốc giá sâu nữa ha. Nên là Linh là cũng là một trong những đồng mà thực sự là cũng không có những cái song hồi mà gọi là nó quá là nổi bật ra. Nên tại vì sao mình cũng không có khôn cho anh em là mua Linh để chúng ta ăn sóng hồi ha. Nếu mà anh em có thể là mua đi thì anh em có thể là nắm giữ dài hạn khoảng tầm là khoảng tầm là 2 đến 3 năm ha, và có thể là chờ đến cái mùa mùa
mùa Bitcoin halving ở những cái thời điểm tương lai thì chúng ta có thể là nắm giữ Linh được, nhưng mà chúng ta vẫn nên phân bổ vốn hợp lý, tại vì Linh là một trong những cái đồng gọi là nó gọn nhẹ, là nó bay chậm mọi người ha. Rho cũng là một đồng coin nền tảng này, thì hiện tại thì cái mức giá của nó là 0,04 à. 0,04 thì để mình lên cái trang ICO Rock à. Thì nếu mà anh em có nào mà có muốn tra cứu những cái thông tin mà của những cái đồng coin á, thì ở những cái thời điểm mà nó gọi vốn á, thì anh em có thể là lên cái trang ICO Rock này ha. Và nếu mà anh em muốn tra đồng nào thì anh em cứ gõ cái mã nó vào cái ô tìm kiếm này ha. Tiện tại thì mình cùng xem ha. Thì cái ngày phát hành token, những cái thời gian đầu tiên của nó ha, vào là cái khoảng thời gian là cuối của năm 2020 ha, 2020. Và cái để mình xem là cái mức giá ICO của nó ha. Mức giá ICO của nó là cái mức giá là 0,08 đô ha. Và hiện tại mọi người thấy không, thì cái mức giá của nó là 0,048, có nghĩa là nó gần chia 2 so với lại cái mức giá ICO của nó rồi. Một cái mức giá rất là thấp. Và mình nhớ đâu là cái mức giá private của nó thì nó cũng nằm ở cái mức giá là khoảng tầm 0,06 hay sao ha, 0,06 đó, 0,06, có nghĩa là hiện tại thì cái mức giá của nó còn dưới cả cái mức giá là private ha, và thậm chí là nó gần như chia 2 so với lại cái mức giá ICO luôn mọi người thấy không. Thì với một đồng coin mà như thế này ha, và thời gian qua thì Roll là cũng là nó cũng trả một cái lượng lớn token đâu đó khoảng tầm 1 tỷ đô la ha, thì cái vấn đề này cũng dẫn đến là cái tình trạng giảm giá của nó. Thì mình thấy là hiện tại thì nhìn chung đi, thì những cái đồng coin mà thuộc trong danh sách những coin list thì mình thấy là đang bị chia khá là nhiều ha. Ví dụ như là Celo hoặc là Mina hoặc là Rho hoặc là một số những đồng khác trong danh sách coin list thì mình thấy là đang bị chia và giảm rất là nhiều ha. Mặc dù là những đồng đó thì được đánh giá rất là cao. Thì mọi người thấy không, thì khi mà thị trường có những sự biến động lớn như thế này ha, thì mình cũng khuyên mọi người rồi, thì chúng ta gọi là cái vấn đề là bảo toàn vốn quan trọng hơn cái vấn đề là kiếm tiền ha. Giữ tiền quan trọng hơn là kiếm tiền. Nên thời gian qua thì mọi người thấy không, thì mình cũng không đâu có khôn cho mọi người mua bất kỳ một đồng altcoin nào đúng không, mặc dù là ở trong những thời gian đầu năm thì mình khôn cho mọi người mua rất là nhiều ha. Ở những cái mốc như là thời gian đó thì BTC ở những cái thời điểm như là 34 cho đến 38 ngàn, thời điểm đó thì mình khôn cho mọi người mua altcoin rất là nhiều ha. Và sau đó lên đến BTC lên đến 40 ngàn thì thậm chí lúc đó thì mình cũng dừng khôn ra. Và sau đó thì thời gian vừa qua thì mình cũng không có khôn cho mọi người mua. Thì thời điểm mình nghĩ là trong năm 2022 đi, thì này luôn đây, ít nhất là trong năm 2022 này, thì chúng ta cái vấn đề là bảo toàn vốn quan trọng hơn là cái vấn đề là kiếm tiền ha. Giữ tiền quan trọng hơn là kiếm tiền. Và mọi người thấy không, thì thị trường này cơ hội thì nó sẽ lặp đi lặp lại thị trường rất là nhiều ha. Không ở thời điểm này thì cũng những thời điểm khác thì cơ hội nó có hàng đến là hàng trăm hàng ngàn lần ha. Và cái chúng ta thiếu chỉ là thiếu tiền thôi, chứ cơ hội nó không có thiếu rồi. Nên mình nghĩ là chúng ta không cần làm quá là nhiều đâu, chúng ta làm ít được rồi, nhưng mà chúng ta làm đúng và chính xác. Chúng ta giống như là chúng ta đi săn ha, chúng ta như là chúng ta đang chờ đợi con mồi ạ. Nếu mà con mồi nó tiến đến gần đến chúng ta thì chúng ta mới chạy ra chúng ta bắt nó ha. Chứ mà chúng ta thấy là ở đâu cũng có con mồi hết, và chúng ta không xác định được con mồi, và con mồi nào mà chúng ta cũng đi và chúng ta chạy chúng ta đuổi ha, và cuối cùng thì chúng ta đuối sức ha, và chúng ta không có cái gì bỏ vào bụng hết, thì chúng ta lại đói và chúng ta chết ha. Giống như là mình đang ví dụ là chúng ta như những cái kẻ săn mồi ha. Và cái con mồi thì nếu mà mình thấy là nó gần đến chúng ta, và nếu mà khả năng chúng ta bắt được thì chúng ta mới chạy ra chúng ta bắt, thì khả năng là xác suất thì chúng ta sẽ chiến thắng sẽ cao hơn ha. Và chúng ta sẽ gọi là đầu tiên là chúng ta phải là tồn tại cái thị trường đã, tồn tại rồi chúng ta mới là kiếm được tiền mọi người ha. Thì đa phần thì những đồng coin thuộc những coin lít thì cũng đã bị giảm rất là nhiều, mặc dù đánh giá rất là tốt đúng không. Roll này, Celo thì 1 đô ICO của nó thì hiện tại là 0,08 luôn, và mình nghĩ là khả năng thì Celo thì nó sẽ còn giảm về đến những cái mức gọi là như là không tưởng nữa ha. Mico là cũng là một đồng trong hệ web 3 nữa, nhưng mà hiện mình thấy không, thì mọi người thấy không, thì thời gian qua thì CZ cũng là support cho cái web 3 cũng khá là nhiều nữa. Nhưng mà mọi người thấy không, thì trước cơn bão của BTC mà giảm nhiều như vậy thì bất cứ một cái trend nào thì cũng không có thể là trụ được đúng không. Ngay cả cái trend mà được chú ý nhất thị trường là cái trend Motor luôn đi, mọi người thấy thì cũng đang bị xả khá là nhiều ha. Nên ví dụ như thị trường đang có sự điều chỉnh mà và downtrend trong cái thời điểm như thế này thì nói chung là những cái đồng nào mà có quỹ backer tốt đến mấy hoặc là
có cái technical ha, về mặt kỹ thuật, mặt kỹ thuật tốt đến mấy thì nó cũng bị giảm ha. Ripple là một đồng coin thuộc hệ DAO mà thời gian qua thì mình thấy là nó cũng cũng có những cái sự gọi là tăng trưởng, gọi là đương nhiên là cũng không phải là quá là nhiều, nhưng mà nó cũng có những cái mặt tích cực của nó khi mà trong thị trường mà có sự giảm này, nhưng mà mình thấy là cũng có những cái sự tăng giá cũng là gọi là tương đối là tích cực ha. Ripple là một trong những đồng mà nó là phát hành token theo dạng Fallon ha. Thì nếu mà anh em nào mới thì có thể là mình có thể là chia sẻ mọi người ha. Thì phát hành token theo dạng Fallon có nghĩa là nó phát hành token theo dạng là đưa thẳng trực tiếp ra cộng đồng luôn, chứ nó không có gọi vốn ở những cái, hoặc là nó có thể là nó có phát hành cho những cái quỹ nào ha. Có nghĩa là nó chỉ phát hành token theo dạng là đưa thẳng trực tiếp ra ngoài cộng đồng thôi, chứ nó không có kêu gọi vốn từ các quỹ ha, và phát hành token cho các quỹ. Và mọi người thấy không, thì Beeple cũng là một đồng coin thì nó cũng chưa có được list quá là lâu trên thị trường đúng không, nhưng mà mọi người thấy không, thì đa phần thì nó trên những cái sàn lớn thì nó đều có Beeple đều có mặt nè, ví dụ như Binance hoặc là FTX ha, hoặc là những cái sàn lớn khác thì Beeple đều có mặt. Beeple cũng là một đồng coin thuộc hệ DAO mọi người. Thì thời gian qua thì mình thấy là Beeple cũng là chặt của Beeple ha, thì nó cũng là tương đối là tích cực ha. Nhưng mà ví dụ như những cơn sóng mà nó bung như vậy ha, thì nếu mà anh em đang nắm giữ thì nếu mà nó bung ngắn như vậy thì anh em có thể là chốt lời ha, và thoát ra ha, chứ chúng ta không có nên kỳ vọng một cái khoản là tăng trưởng quá là lớn ha. Và nếu mà chúng ta thấy là nó tăng rồi thì chúng ta không có mua đuổi nữa mọi người. Chúng ta mua đuổi thì khả năng rất là dễ đúng đỉnh và nó sẽ bị giảm liên tiếp ha, tại vì chúng ta đang trong một cái giai đoạn gọi là biến động của thị trường và cái giai đoạn giảm giá của BTC ha. TRX ra, TRX thì mọi người thấy không, thì đang gọi là nếu mình nghĩ đi, nếu mà TRX sụp đổ nè, giống như tương tự Luna đi, thì mình nghĩ là mọi người thấy không, thì BTC nó sẽ là trải qua một cái cú sốc nữa, thì chúng ta sẽ thấy được là BTC nó sẽ về đến những cái mốc gần như là rất là thấp ha. Thì nếu mà thị trường là TRX sụp đổ giống như tương tự Luna ha, nhưng mà thời gian qua thì khi mà ông Justin Sun là ông nhà sáng lập của TRX thì ông cũng nói là ông có những cái khoản tiền khoảng tầm vài trăm triệu đô la ha, thậm chí là đến tỷ đô la thì để là bảo trợ cho cái đồng TRX này không bị giảm giá mà. Nhưng mọi người thấy không, thì cái đồng stablecoin của ông ta là cái đồng USDT ấy, thì thời gian qua thì nó cũng đã có những mấy lần rồi nó bị trượt giá, bị mất bét rồi ha, thì nó đang có bị cái vấn đề lung lay của thị trường rồi, nên mình cũng không có nghĩ là mình không có biết chắc được là cái đồng cái USDT ha, là cái stablecoin của họ thì có được giữ được đến mức bao lâu ha. Nhưng mà cái vấn đề này khá rủi ro, nên mình cũng khuyên mọi người là chúng ta không có nên đầu tư vào TRX hoặc là USDT hoặc là một trong những cái hệ sinh thái của họ nữa ha, thì cái vấn đề này khá rủi ro ha. Thì thời gian qua thì mình cũng vẽ một cái trendline của TRX ở cái khu vực này ha. Thì sau khi mà nó bị gãy cái trendline này thì nó cũng có những cái áp lực bán khá là mạnh mà nó giảm giá, và sau đó thì ông Justin Sun ông cũng có những cái tweet ha, trên Twitter để support cho cái những cái thông tin có lợi về cho TRX ra, và sau đó thì nó cũng có những sự phục hồi gọi là cũng gọi là tương đối tích cực thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái vấn đề giảm giá tiếp theo vẫn là đến từ TRX thôi, chứ nó cũng chưa có phục hồi được quá là nhiều đâu. Thì hôm nay thì mình thấy là đa phần các đồng coin thì nó cũng không có nhiều những cái số liệu để mình phân tích ra, tại vì những đa phần những đồng coin bây giờ thì nó cũng đang bị gãy trend khá là nhiều rồi đúng không? Thì hôm nay thì mình cũng cập nhật về BTC thôi. Thì BTC chúng ta thì vẫn đang nằm trong cái biên độ dao động, thì cái vùng hỗ trợ kháng cự của BTC là cái vùng là hỗ trợ ha, là 20.000, và kháng cự là khu vực là 23.000. Thì anh em có thể là tham gia và long short ở trong cái biên độ như thế này, và anh em hoàn toàn có là nên stop loss mà ha, tại vì thị trường đang rất là biến động thì chúng ta không có thể là biết được là nó sẽ bung hoặc là đung như thế nào ha, thì chúng ta vẫn nên stop loss để chúng ta bảo toàn cái tài khoản chúng ta khi mà nó không sẽ không bị giảm quá là nhiều đâu. Thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như là đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường ha. Và mọi người có thể tham gia vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả. Thì trong Telegram thì hàng ngày thường xuyên thì mình sẽ là cập nhật những thông tin nổi bật thị trường cũng như là các sự kiện để mọi người có thể nắm được và tham gia ha. Thì video tới đây cũng đã là dài rồi, thì nếu mà anh em nào mà đang thắc mắc về bất kỳ về vấn đề gì thì có thể là comment phía dưới video ha, hoặc có thể là tham gia vào nhóm Telegram thì mình sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho mọi người ha.
Thì mình xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ha. Cảm ơn mọi người.